Thunderlymail không chỉ có những người có mặt tại sân vận động DRVPNK ở Fort Lauderdale, các cổ động viên tại SoFi Stadium, California cũng sẽ được chứng kiến màn ra mắt của Messi trong màu áo Inter Miami. Đội bóng của chủ tịch David Beckham đang thảo luận với MLS và Liên đoàn bóng đá CONCACAF cùng các đơn vị nắm giữ bản quyền về kế hoạch phát sóng trực tiếp một phần lễ ra mắt của Messi vào ngày 17 tháng 7. Do hai sự kiện diễn ra gần như song song, bài phát biểu của Messi dự kiến sẽ được phát trên màn hình lớn trong giờ nghỉ giữa hai hiệp của trận chung kết World Cup. Trước đó, Beckham đã cho vẽ một bức tranh lớn để chào đón Messi. Chủ tịch của Inter Miami đã dùng từ đầy trang trọng, Dienville, để cho màn ra mắt của siêu sao người Argentina. Theo Beckham, đây sẽ là một sự kiện giải trí thú vị với bài phát biểu đầy ấn tượng. Theo AS, PSG coi Osimhen là sự thay thế hoàn hảo cho Mbappe. Tiền đạo người Nigeria đã chơi bùng nổ mùa trước tại Serie A với 26 bàn, qua đó giúp Napoli giành chức vô địch sau 33 năm. Chủ tịch của Napoli không loại trừ khả năng bán cho suốt người Nigeria. Ông khẳng định kế hoạch gia hạn hợp đồng với Osimhen sẽ thay đổi nếu như Napoli nhận được một lời đề nghị không thể chối từ. Hiện tại, Napoli đang yêu cầu ít nhất 150 triệu euro cho chiếc giày vàng Serie A mùa trước. Về phần mình, PSG nhiều khả năng cũng sẽ cắn răng đáp ứng con số này khi viễn cảnh họ chia tay Mbappe đến gần. Theo Mundo Deportivo, Barcelona từ chối mua lại Neymar do không đủ điều kiện tài chính. Ngoài ra, Barca cũng lo ngại các tính mạnh của tiền đạo người Brazil sẽ gây ra những rắc rối trong phòng thay đồ, đang từng bước có sự ổn định như thời Xavi. Trước đó, truyền thông loan tin PSG sẵn sàng để Neymar trở lại Barcelona theo dạng cho mượn trong mùa giải 2023-2024. Dù vậy, mức lương cao ngất ngưỡng của Neymar đã không thể khiến thương vụ này diễn ra. Thu nhập hiện tại của Neymar vào khoảng 600.000 euro mỗi tuần. Đây là con số mà Barcelona không thể nào kham nổi. PSG được cho là cũng muốn nhanh chóng tống khứ Neymar. Đội chủ sân công viên các hoàng tử đã lên kế hoạch xây dựng một đội hình mới mà không còn Messi, Neymar và Mbappe. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông, khi được hỏi về trường hợp của Victor Roque đến Barcelona, Deco cho biết: "Dĩ nhiên là tôi rất hài lòng, cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc. Việc câu lạc bộ công bố hợp đồng này chỉ còn là vấn đề thời gian." Tương tự Deco, giám đốc bóng đá Matteo Alemanni cũng đã xác nhận thương vụ này. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Barcelona sẽ công bố hợp đồng của Victor Roque trong hôm nay hoặc ngày mai theo giờ địa phương. Cũng theo truyền thông Brazil, Victor Roque sẽ ký hợp đồng có thời hạn 6 năm với Barcelona, kèm điều khoản giải phóng 1 tỷ euro. Theo Evening Standard, Chelsea đã đưa ra một danh sách rút gọn các mục tiêu tiền đạo tiềm năng, bao gồm Elie Wai của Montpellier và Dusan Vlahovic của Juventus. Các cuộc thảo luận đã bắt đầu với Montpellier, một tiền đạo 20 tuổi đầy triển vọng, người đã ghi 19 bàn thắng sau 33 trận mùa trước. Elie Wai hiện đang được định giá khoảng 35 triệu euro, trong khi đó Dusan Vlahovic đã khẳng định tên tuổi của mình trong màu áo Fiorentina khi từng khiến Juventus đưa ra con số cực kỳ cao, 79 triệu euro. Chelsea có thể dùng phương án đính kèm là Lukaku vào thương vụ này để giảm giá. Mùa trước, Kieran Tierney không được ra sân nhiều sau khi để mất vị trí đá chính vào tay của Zinchenko. Mikel Arteta vẫn muốn giữ chân cầu thủ 26 tuổi mùa tới. Tuy nhiên, có vẻ như Arteta buộc sẽ phải để Kieran Tierney ra đi. Daily Mail đưa tin Newcastle vẫn đang tiếp cận và nhiệt tình theo đuổi Tierney. Câu lạc bộ vùng Đông Bắc đã hỏi mua cầu thủ này từ kỳ chủ nhiệm mùa đông nhưng không thành. Giờ đây, họ quay trở lại với quyết tâm cao hơn. Theo Football Insider, Arsenal sẵn sàng chia tay cầu thủ người Scotland nếu như nhận được 25 triệu bảng. Đây là con số quá thấp so với những gì mà Newcastle có thể đáp ứng. Hợp đồng của Jordan Henderson với Liverpool còn thời hạn đến mùa hè 2025, nhưng tiền vệ này có thể rời Anfield trong phiên chợ hè này để cập bến Trung Đông. Theo nhà báo Loic Tanzi của tờ Mercato, Jordan Henderson đã nhận được một lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn từ câu lạc bộ Al Ittihad. Đội bóng của Ả Rập Xê Út theo đuổi Henderson theo yêu cầu của tân huấn luyện viên Steven Gerrard. Gerrard được Al Ittihad bổ nhiệm làm huấn luyện viên vào tuần trước. Huyền thoại câu lạc bộ Liverpool có nhiệm vụ tăng cường hỏa lực và nâng tầm Al Ittihad thành một ứng cử viên tranh chức vô địch mùa tới. Ưu tiên đầu tiên của Gerrard là bổ sung một tiền vệ đẳng cấp, và ông tin rằng Jordan Henderson là một lựa chọn lý tưởng.